Đổi khủng long đi chiến đấu anh em ơi. Vô. Phun lửa ra. Có đèn phát sáng mắt nè bạn. Chiến đấu. What? Cái gì đây? Không nhìn nhầm đâu các bạn. Đây là một con khủng long bộ chúa siêu to khổng lồ mà mình vừa mới order được. Ok, inbox của mình ngay lập tức nè các bạn. Trời ơi, có cần bự và nặng đến như vậy không? Chắc là tốn tiền lắm các bạn ơi. Này các bạn. Đó, các thành phần của em nó nè. Đây là cái gì đây? Mình cũng không biết nữa, để mình lấy hết ra từng cái cho các bạn coi nha. Rồi, đây là cục sạc và ba cục pin các bạn. Rồi, đó, cục sạc và ba cục pin nè. Rồi, còn đây là các thành phần. Ở đây mình thấy có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 thành phần. Thì mình sẽ lấy cái to nhất trước đi các bạn. Cái to này chắc chắn là cái đầu với lại cái phần thân rồi các bạn ơi. Đúng không? Hy vọng là vậy. Chứ mình cũng biết ở lần đầu mình review con này của bạn. Đúng vậy các bạn ơi, chính là nó. Lôi đầu nó ra. Ra đây anh bạn ơi. Trời ơi, quá khủng khiếp và to lớn. Đây có một cái bình để nước nè các bạn. Đây là cái tay. Cái tay của nó nè các bạn. Này cái gì đây? Sticker. Rồi, thêm một cái tay bên này nữa các bạn. Đây là hai cái súng. Và cái miệng nó có thể há nó được nè các bạn. Oh man, quá chất lượng luôn các bạn ơi. Ok, vậy là mình đã có hai thành phần rồi. Cái tay sẽ gắn bên này nha. Cái đến là cái túi này, không biết là cái gì đây các bạn. À, đây là những cái thiết bị đi kèm và cái đuôi. Tiếp theo là cái chân. Đây là cái chân các bạn. Đó. Ủa trời ơi, cái chân gì mà nó khổng lồ luôn. Rồi, một cái chân, giờ cái này là một cái chân nữa các bạn ơi. Trời ơi, quá đã luôn bạn ơi. Trời. Đây là một cái chân nữa. Một cái chân khủng long bạo chúa thật sự luôn các bạn ơi. Yeah. Rồi đây là cái gì ta? Yeah. Gỡ luôn các bạn. Một cái thành phần đi kèm khác nữa nè. À, đây là một cái đế thăng bằng. À, có những cái bánh xe ở dưới. Thêm một cái tương tự như vậy nữa bạn. Đây, xong. Vậy là mình đã có hai cái đầy đủ rồi bạn. Bây giờ mình sẽ ráp cái con khủng long này để các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ ráp cái chân, một cái chân bên trái dưới các bạn. Đây, cái chân này khá là to các bạn ơi. Mình chỉ cần ráp nó ngay là được nó vô các bạn. Nó chỉ là một cái khớp bình thường thôi. Đó, nghe tiếng nó tách được không? Ok nha. Bắt đầu không thấy các bạn khủng long bộ chúa của mình đâu rồi các bạn. Thêm cái chân bên này nữa nè. Đó. Oh man. Này các bạn, lên cao một chút coi. Oh la la. Wow. Trời ơi, nó bự. Nó to lớn khủng khiếp luôn các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ gắn cái đuôi vô nha các bạn. Ok, vậy là xong cái đuôi. Một bạn khủng long bộ chúa siêu to khổng lồ lần đầu tiên xuất hiện trong các video của mình đó các bạn. Oh man. Cái con này ở ngoài thực tế nó khá là to lớn, lát mình quay xuống đất cho các bạn xem nha. Đó, gắn hai cái bánh xe vô thì nó có thể chạy được nha các bạn. Di chuyển rất là ok nè. Đây là em nó sau khi xuống đất các bạn. Và được gắn hai cái bánh xe dưới nè. Mình ngồi lên thử nha các bạn. Rồi, bật công tắc lên. Nhọc luôn. Cởi khủng long đi chiến đấu anh em ơi. Vô. Chạy đi luôn anh em ơi. Phun lửa ra. Có đèn phát sáng mắt nè bạn. Chiến đấu. Chạy. Quá ơi là chất lượng cho bạn khủng long luôn các bạn. Wow chúa. Rất là đẹp. Đó các bạn thấy không? Các bạn khủng long bộ chúa này của mình rất là chất lượng nha các bạn. Và có thể chở được mình luôn. Wow, rất là nặng và rất là mạnh mẽ luôn các bạn. Có đèn phát sáng nè, có bánh xe dưới chân nè. Đó, lắp ráp cực kỳ dễ luôn. Và có thể chở một bạn nhỏ đi trên xe, đi trên lưng. Wow, như là đang cưỡi ngựa hay là cưỡi khủng long. Rất là ư là chất lượng nha các bạn. Có nhạc luôn nha, có nhạc để cho em bé ngồi lên chơi rất là vui luôn. Nhún nhảy các thứ. Wow, phải công nhận các bạn bảo chúa này của mình cực kỳ chất lượng luôn các bạn ơi. Không thể tin được luôn.
Video hôm nay mình chỉ muốn review cho các bạn xem các bạn khủng long bộ cú siêu to khổng lồ này thôi các bạn ơi. Ok, nếu các bạn thích video của mình hãy cho mình một like và một subscribe nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo với những món đồ chơi về khủng long mới và vui nhộn hơn nữa.